Tôn Anh xin được bên chào toàn thể quý vị đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tôn Anh. À, thưa quý vị, à, bởi vì là bộ truyện à, Tu chân giả tại dị thế hiện tại à, về phần cuối đang bị lỗi về bản dịch. À Tôn Anh kính mong tất cả quý vị hãy kiên nhẫn chờ đợi để Tôn Anh biên soạn lại phần bản dịch này. À, thưa quý vị, à, trong thời gian chờ đợi ấy thì Tôn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi một bộ truyện mới có tựa đề Độc hành thiên hạ của tác giả Thạch Trư Trạch Trư thể loại tiền hiệp. Bộ truyện này thì đã được à biên soạn phun ở trên kênh full vn À, thưa quý vị và ngay sau đây không thể quý vị chờ lâu thêm nữa, thì xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Toàn Anh. Liễu Châu Thành nằm ở dưới chân biểu Cường Bách Màn Sơn, lưng giáp sông núi, cảnh sắc thành tú xinh đẹp. Nơi này có nhiều hậu duệ cửu lê, dân phòng dũng mãnh người trẻ tuổi thân thể cường tráng, lưng hùm vai gấu, là lên núi làm nghề săn thú. Một người có thể khiêng trên dưới 100 cân lợn rừng mà vẫn có thể chạy đi như bay. Phong tục ở đây khác với Trung Nguyên. Người ở đây kiệt ngạo bất tuân, tín ngưỡng thập đại ma tôn. Trong nhà cung phụng ma thần, khu thần lộng quỷ. Bởi vậy Bách Man Sơn cũng là nơi tụ tập của ma đạo vũ sĩ. Buổi sáng sớm, võ trường ngoại viện Diệp Phủ gần trăm đệ tử diệp ra, đang tập võ nơi đây thắt lưng như cung quyền như tiến, cánh tay như roi quyền cước đánh xuống miệng hồ quát tháo khí thế như rồng mấy đệ tử thì thoảng nhìn về một chỗ khác ở trong võ trường trong mắt hiện ra thần sắc hầm mộ cùng khen tị một nơi khác của võ trường một thiếu niên áo lam lặng lặng đứng trên mặt cỏ bước chân chữ bát hai mắt khép hờ từ từ thổ nạp nếu có võ đạo cao thủ ở đấy lúc này tất nhiên sẽ chấn động bởi vì hơi thở của thiếu niên này cực kỳ ngân nga gần như tới hoàn cảnh mà thường nhân khó có thể tưởng tượng ra được lục phùng ngũ tạng của hắn đã luyện tới cảnh giới như cường như sắt giống như một cái máy quạt gió thật lớn những dòng khí hít vào thở ra làm cho cây cỏ chung quanh bị thở trúng thì cong hẳn đi cho dù là cao thủ nội gia khổ luyện võ đạo mười năm cũng không chắc có thể làm được như thế này. Thiếu niên này tên là Diệp Húc, tự thiếu bảo. Năm nay mới 14 tuổi, khuôn mặt non nớt có chút thành tú. Hắn là huyết mạch trì thứ của Diệp Gia, đứng hàng thứ bảy trong những con cháu cùng thế hệ. Diệp Gia là Vũ hoàng thế gia, lừng lẫy liễu châu thành. Hồ chủ Diệp Tư Đạo đổi danh Ma Đạo. Diệp Tư Đạo tu luyện mãng cổ chu cáp đại lực thần công. Vụ pháp thông thần là Vu sĩ có thực lực mạnh nhất liễu châu, có đường gia nghiệp khổng lồ. Diệp phủ hơn nghìn mẫu đất trắng lệ vô cùng, bên trong đình viện mọc san sát, thậm chí ngay cả nô bộc nhiều năm cũng thường xuyên lạc đường ở bên trong. Diệp già gia nghiệp rộng lớn, trong phủ cao thấp bao gồm cả gia nô đều tập luyện võ nghệ. Trong gian nô cũng không thiếu gì cao thủ, thậm chí tu luyện võ đạo tới cảnh giới tiền thiền cũng không ít. Diệp hung cha mẹ mất sớm, bảy tuổi hắn tu luyện thường bình luyện thể quyết, chỉ được canh giờ luyện ra chân khí, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hai năm sau, điện đem thương minh luyện thể quyết luyện tới tứ trọng. Hắn được Diệp Phủ công nhận là kỳ tài ngút trời. Thậm chí phụ chủ Diệp Tư Đạo còn vô cùng coi trọng hắn, coi hắn là trọng điểm để bồi dưỡng. Cho tới lúc này, Diệp Húc đã đem thương minh luyện thể quyết luyện tới cửu trọng, khoảng cách tới võ đạo tiền thiền chỉ còn một bước xa. Ngoài võ trường, hai tu sĩ trùng điên đang đứng đó. Chấp sự nội phủ Diệp Tư chân vút vút cảm cười nói. Thì ông Bảo quả công hổ là kỳ tài ngút trời, ngắn ngủi 7 năm đã tu luyện thường bình luyện thể quyết tới cửu trọng rồi. Năm 14 tuổi liền đánh vào thập trọng, tiến vào võ đạo tiên thiên, rất có tiềm chất như ta năm đó. Một vũ sĩ khác tên là Diệp Tư Thiên cũng là nội phủ chấp sự, nghe vậy cười hà hà nói. <laughs> Này lão bát, ngươi đừng sơn son thiếp vàng lên mặt mình nữa, ai chẳng biết năm đó người 26 tuổi mới trở thành võ đạo tiên thiên cao thủ chứ. Diệp Tư Chân thẹn quá hóa giận, hùng hăng đấm hắn một quyền rồi nói: "Này lão cựu, tên cầm thú nhà ngươi, chỉ biết nắm cổ ta thôi." Diệp Tư Thiên cười mắng một câu, ánh mắt ngừng trọng. Nếu Thiêu Bảo trước 20 có thể tiến vào võ đạo tiên thiên, chẳng phải nói là hắn sẽ có thể trở thành vũ sĩ trẻ tuổi nhất Diệp phủ ta 300 năm qua, thậm chí vượt cả tổ tiên sao? Muốn trở thành vũ sĩ, trước hết phải tu thành võ đạo tiên thiên, đem nguyên thần trong cơ thể chăm sóc dần dần lớn mạnh. Đây là kiến thức phổ thông của toàn bộ vũ hoàng thế giới. Diệp Tư Trần gật nhẹ đầu rồi nói. Tổ tiên 15 tuổi trở thành vũ sĩ, khai sáng Diệp Phổ. Nếu thiếu bảo trong năm nay có thể trở thành vũ sĩ, chỉ sợ thành tựu của hắn sau này thật sự vượt qua tổ tiên đấy. Diệp Tư Trần đột nhiên hôm một câu. Ánh mắt trần tròn nhìn Diệp Húc, thật thành nói. Này lão cửu, chỉ sợ hắn căn bản tới cuối năm, thằng danh thiếu bảo này không ngờ hiện giờ có thể bước vào võ đạo tiên thiên rồi. Diệp Tư Thiên thân hình chấn động, vội vàng nhìn thấy. Chỉ thấy dưới chân Diệp Húc sinh ra một dòng chân khí xoay tròn. Chỉ cảm thấy có có thể tin được. Ngừng khí thành cương, không ngờ hắn đã luyện thường bình luyện thể quyết tới thập trọng rồi. Lúc này những đệ tử khác của Diệp Phủ cũng đã dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Húc. Trên mặt hiện ra đủ vẻ phức tạp. Chỉ thấy dưới chân Diệp Húc, cầu khí tụ hình tròn đã ngưng tụ không tiêu tán. Hơn nữa tốc độ vận chuyển của nó càng lúc càng nhanh càng lúc càng khuếch dần tới eo, bụng của hắn. Cuối cùng nó bao phủ hắn vào bên trong, dường như là một loại lốc xoáy nhỏ nhỏ. Trận gió tiến tới, có cây trên mặt đất đều bị nhổ lên. Trong trận gió lập tức tất cả bị dập nát, ngừng khí thành cương. Thường mình luyện thể quyết thập trọng, ý nghĩa là tu vi võ đạo đã bước vào một cảnh giới mới. Ngừng khí thành cương trở thành tiền thiên cao thủ. Hơn trăm đệ tử Diệp ra có người thậm chí cả đời không thể sợ tới cánh cửa này. Mà Diệp Húc lúc này cũng đã tới cánh cửa đó. Tiến vào cảnh giới mà bọn họ mong muốn nhưng không được. Qua hồi lâu, cương khí từ từ tán đi. Diệp Húc mở hai mắt, lộ ra sắc màu vui vẻ, thầm nghĩ. Trời không phụ người có lòng. Cuối cùng cũng đã đem thường bình luyện thể quyết, luyện thành cương khí. Hiện tại ta chỉ còn cách cảnh giới vũ dĩ một bước xa mà thôi. Trong lòng của Diệp Húc rất rõ ràng, ở trong đám đệ tử Diệp Phủ, chỉ có hắn là cha mẹ mất sớm, không có bất luận bối cảnh cùng căn cơ gì cả. Tuy rằng hắn lường đeo dành học võ thiên tài, đã được phụ chủ Diệp Tư Đạo coi trọng, nhưng mà đối với hắn mà nói, đó chỉ như phù vân mà thôi. Diệp Phủ dù sao cũng là phù hoàng thế gia ở Miêu Cương, chỉ có thể trở thành phù sĩ mới có thể chân chính đạt được coi trọng của gia tộc, trở thành trọng điểm bồi dưỡng. Hơn nữa sau khi trở thành vũ sĩ, thần phận địa vị tăng đến gấp bội, quyền thế thật lớn, có được quyền sinh sát trong tay. Võ đạo có tất cả mười trọng cảnh giới, tu luyện tới võ đạo tiền thiên đã là đỉnh phong của phạm nhân rồi. Nhưng đối với tù sĩ mà nói, võ đạo tiền thiên chỉ là mới bắt đầu, cảnh giới vũ sĩ càng thêm khổng lồ, võ đạo tiên thiên không thể nào so sánh nổi. Diệp Phong từ trong đám người tiền thiên chắp tay cười nói, thật đệ, chúc mừng đệ nha. 14 tuổi thành tựu tiền thiên, người là đệ nhất nhân của Diệp gia ta 300 năm qua đấy. Trong ánh mắt khen tặng của hắn còn mang theo đủ kèn ghét. Hắn lớn hơn Diệp Húc gần 2 tuổi, đứng hạng thứ 6, từ chất rất tốt. Hiện giờ cũng đã tu điện thường bình chuyện thể quyết tới thất trọng rồi. Trong Diệp gia này, hắn cũng được coi là nhân vật kiệt xuất. Tuy nhiên so sánh với Diệp Húc, thành tiêu của hắn liền nhỏ bé không chút đáng kể. Diệp Húc cho hắn cảm giác dường như một toàn núi lớn áp xuống, người của hắn vô cùng nặng làm cho hắn không thể nào thở nổi diệp phong ra sức khổ tu ra sức đuổi theo nhưng khiến cho hắn tuyệt vọng chính là khoảng cách của hắn với diệp húc không những không nhỏ lại mà ngược lại càng lúc càng lớn không chỉ có hắn chỉ sợ trong lòng tất cả đệ tử diệp ra đứng ở đây đều có cảm giác này trong lòng lục ca à quá khen rồi diệp húc thù thần thái của hắn vào trong mắt cũng không để trong lòng mỉm cười đáp lễ những đệ tử diệp gia khác cũng đều sống tới chúc mừng không ngất bên tai đẩy diệp phòng sang một bên diệp hục nhận nhận đạp lễ trong lòng hắn biết những đệ tử diệp gia này cung kính như vậy thậm chí có chút a dua chủ yếu là bởi vì hắn bước vào võ đạo tiên thiên hắn gần như là trăm phần trăm có thể trở thành vũ sĩ từ nay về sau địa vị ở diệp gia một bước lên mây bởi vậy mới nịnh bợ lấy lòng được rồi được rồi đều tản đi cho ta chạy về tập võ đi Diệp Tư Trần đuổi mọi người đi, cười cười với Diệp Húc mà rằng: Thiếu báo hiện giờ người đã là thành tựu thiền tiền võ đạo, chúng ta phải đi võ bị các. Chỉ cần thông qua thí nghiệm của võ bị các, người chính là vũ sĩ trẻ tuổi nhất trong vòng trăm năm qua của Diệp phủ rồi. Diệp Húc gật đầu theo hắn đi tới võ bị các. Võ bị các của Diệp gia có bí pháp đánh thức nguyên thần, chỉ cần là đệ tử Diệp gia trước 30 tuổi, tu vi đã tới cảnh giới tiền thiền đều có tư cách đi vào trong võ bị các đánh thức nguyên thần, đạt được ma đạo truyền thừa để trở thành tu sĩ. Cái gọi là nguyên thần kỳ thực chính là tình phách. Bất kỳ kẻ nào từ khi sinh ra đời sẽ nhiễm tinh phách vạn vật. Chủng loại tinh phách có chim bay cá nhảy, tranh hoa điều trùng ngư, thậm chí là hồn tinh quái yêu thú, phách của tình tú. Con người mới sinh ra, nguyên thần suy yếu, chỉ có luyện võ đạo tới cảnh giới tiên thiên nguyên thần mới có thể đạt tới cường độ kết nối tư thiên đạt được thiên đạo kế thừa bởi vậy trên dưới diệp gia thậm chí cả gia nô đều tu luyện võ đạo tôi luyện võ nghệ nguyên thần mạnh yếu đại biểu cho tư chất vũ sĩ diệp húc hiện giờ đã là võ đạo tiên thiên cao thủ. nguyên thần của hắn cũng đủ hùng mạnh trở thành phu sĩ gần như là chuyện chắc chắn bên ngoài võ bị các diệp húc ngẩng đầu nhìn tòa tháp muôn hình vạn trạng này trong lòng cảm khái vô cùng. Tu luyện tới tiền thiền cảnh giới, đối với người thường mà nói, đã là mong muốn không thể thành được rồi. Nhưng đối với vũ sĩ mà nói, ngay cả bắt đầu cũng không tính nữa. Ta tuy rằng đem thương mình luyện thể quyết tu tết thập trọng, ngưng khí thành cương. Nhưng nếu quyết đấu với vũ sĩ, cho dù là vũ sĩ nhất cấp, cũng không có bất luận phần thắng nào cả. Tù vì võ đạo cao tới đâu, Thủy Trung cũng là phàm phu tục tử, mà vô sĩ cũng là nguyên thần kết nối trừ thiên, đã được thiên đạo kế thừa, nhảy ra khỏi phạm trù phạm nhân rồi, có đủ loại năng lực không thể tin nổi. Mà hiện giờ, hắn rút cuộc cũng sắp trở thành một vô sĩ, trong lòng kích động có thể biết. Đừng có thất thần, chạy vào nhanh đi, Diệp Tư Trần nói. Diệp Húc hơi định thần lại, nhấc chân đi vào trong võ các. Lúc này hắn không biết, hắn ngừng khí thành cương, thành tựu tiên tiên làm cho cao tầng của Diệp Gia chấn động đến cỡ nào. Hắn vừa mới bước vào trong võ các, trước cửa võ bị các lập tức hiện ra bốn thân ảnh, Vụ chủ Diệp Tư đạo cũng ở trong số đó. Ba người khác cũng là người cầm quyền cao nhất của Diệp Gia, vụ sĩ lừng lẫy Liễu Châu Thành. Có thể thấy được cao tầng Diệp Gia đối với việc Diệp Húc có thể trở thành vụ sĩ có bao nhiêu coi trọng. Địa vị của Diệp Tu chân kém bốn người kia xa xa, chỉ có thể đứng ở một bên Người đàn ông trung niên mặc áo bảo tím tên là Diệp Tư Mẫn chậm rãi nói. Thiếu bảo, 7 tuổi tu luyện thường bình luyện thể quyết, 9 tuổi luyện tới tứ trọng, chính là thiên tài ngàn dăm khó gặp. Không nghĩ tới, hiện giờ hắn càng làm cho người ta kinh ngạc, 14 tuổi có thể luyện thường bình luyện thể quyết tới thập trọng rồi. Lão giả mặc áo bảo giám gần đầu nói, Diệp ra tam bờ phủ 300 năm, người tu luyện tới tiền thiên không ít, nhưng mà 14 tuổi có thể đạt được võ đạo tiên thiên, thiên chỉ có một mình hắn thôi. Nói hắn đã thiên tài, chỉ sợ còn là coi thường hắn. Phụ chủ à, bức kỳ tài ngút trời này thật sự là vận may của Diệp gia ta. Ta đề nghị toàn lực bồi dưỡng cho Diệp Húc đi. Diệp tư đạo sắc mặt uy nghiêm trầm giọng nói. Diệp Húc đích thật là kỳ tài ngút trời, điểm này không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong dụng hắn hay là không, còn phải xem hắn có trở thành phù sĩ không đã. Hết thảy đợi hắn đi ra rồi hãy nói. Phụ chủ vừa lên tiếng, ba người khác vội vàng câm miệng, yên lặng đứng trước cửa của võ bị các, không dám nói thêm một câu nào. Bên trong võ bị các, Diệp phúc ngẩng đầu nhìn tòa bảo cố của Diệp gia này. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào nơi đây. Đập vào mắt đầu tiên là cái gương đồng cao hơn một trượng hình quả trứng. Quanh thần nó điều khắc hoa văn lòng phượng, tàn mắt trong một ký thức mang phong cách cổ xưa vô cùng. hiển nhiên cái gương đồng này có từ thời xa xưa, không phải là một kiện đồ vật bình thường phía dưới gương đồng là một hình thiềm thử, tức là con cóc lớn bằng đồng, tư chi chạm đất, miệng mở to, ngậm lấy mặt gương đồng ấy. Diệp Húc từng nghe đệ tử khác trong gia tộc nói tới gương đồng kỳ quái này. Nghe nói gương đồng này tên là thông tâm thần kính, là một kiện vô bảo thần kỳ. Người đứng trước nó có thể chiếu thấy nguyên thần kết nối thiền đạo. Một lão nhân tóc trắng xóa ngồi ngay ngắn ở trước thông tâm thần kính. Đỉnh đầu của lão trào trong một luồng khí màu đen, giống như một đám mây đèn bao phủ phạm vi trên dưới 3 mét. Một tấm cờ đen không ngừng qua lại trong khí đen, trên mặt cờ run run bày phấp phới. Lão nhân đồng bị trắng toát, mắt ưng, tàn mắt ra khí tức khiến cho hắn gần như không thể thở gấp được. Diệp Phúc trong lòng khẽ động, người này chính là phù sĩ trưởng quản của võ bị các, hồi ưng Diệp Phan. Nghe nói lão nguyên là một nhân vật phù sĩ mà đạo nổi danh Liễu Châu. Nguyên thần chính là một con ưng bầu trò khổng lồ, người này lòng dạ lang sói không biết bao nhiêu mệnh người đã chết trên tay của hắn sau đó được phù chủ thuyết phục tiến vào diệp phủ phụ trách bồi dưỡng phù sĩ mới cho diệp ra lão nhân tên diệp phàn kia phát hiện ra có người tiến vào dường đôi mắt lên há miệng hút một cái hắc khí trên đỉnh đầu bị hút vào trong bụng sau đó lão nhẹ nhàng vươn bàn tay to gầy như que củi nhẹ nhàng vẩy một cái mặt cờ đen nhẹ nhàng rơi xuống tay lá cờ này lập tức giải ra trong khoảnh khắc đã cao bằng một người trên mặt cờ tối đen có vẻ quỷ dị âm trầm vô cùng diệp phan trong cờ đen đứng lên nhìn diệp húc không lớn tuổi không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc âm trầm nói tuổi còn trẻ mà đã luyện tới tiền thiền bá thể coi như là một nhân tài rồi nay tiểu tử đứng ở trước thần kính không cần phải loạn động để cho thần kính chiếu nguyên thần của ngươi diệp húc không gửi thì lễ đi tới trước mặt gương đồng to lớn hướng tới mặt kính. Hắn chỉ thấy mặt kính giản dị không ánh sáng. Một màu xanh mênh mông, căn bản không nhìn ra bất kỳ hình ảnh nào cả. Trong lòng của hắn còn đang kinh ngạc. Đột nhiên đạo nhân Diệp Phan rút ra một thanh đao nhọn. Đào phong từ trong lòng bàn tay lão lập tức xẹt qua, máu tươi trào ra. Diệp Phúc vừa sợ vừa giận, còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã thấy Diệp Phan rùn rùn tấm cờ đen, mãnh liệt quát lớn một tiếng. Lập tức một đoàn máu tươi từ trong tay Diệp Phúc bay lên, dũng mãnh tiến vào trong cờ đen tấm cờ lớn kia được máu huyết tạm dịu lại màn sương đen cuồn cuộn đột nhiên hóa thành một khu lâu dài hơn một thước một ngụm có đen phun lên trên gương đồng diệp Phan quát lớn một tiếng nằm ngón tay trái nhảy lên biến hóa trong khoảnh khắc đánh ra trăm bàn tay ấn quát nguyên thần hiền hóa kết nối chư thiên mở diệp húc lúc này mới biết diệp phan cũng không có ác ý chỉ có điều mở ra thông tâm thần kính cần máu tươi của hắn làm vật dẫn như thế mới hiện hóa nguyên thần kết nối trừ thiên. Diệp Húc vội vàng nhìn lại phía gương đồng. Chỉ thấy màu xanh trên mặt thông tâm thần kính dần dần biến mất, mặt kính chậm rãi biến sáng, hình ảnh trong kính cũng mơ hồ trở nên rõ ràng. Thanh âm trầm trầm của Diệp Phan từ bên cạnh truyền tới. Này tiểu tử, đợi nguyên thần hiền hóa thành, Ngươi phải dụng tâm và nhận thức, kết nối với thiên đạo. Nếu là có thể được thập đại mà đạo trong thiên đạo tán thành, thiên đạo sẽ bàn thưởng cho người một tòa ngọc lâu. Trong ngọc lâu bao hàm toàn diện, thậm chí là bao gồm cả vụ pháp cùng tâm pháp tù luyện của vũ sĩ. Có được ngọc lâu mới có thể thành mà đạo tù sĩ. Diệp Húc cũng chỉ hiểu biết về tu sĩ chút chút, hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của lão. Điều kiện trở thành vũ sĩ chính là nguyên thần phải kết nối với chư thiên đạt được thiên đạo tán thành. Cái gọi là thiên đạo kỳ thực chính là quy luật của thiên địa thế gian phản vật đều trong quy luật của thiên địa. Từ xưa tới nay không ai có thể thoát được trói buộc của thiên đạo. Mà kết nối thiên đạo, nói trắng ra chính là cường giả võ đạo dùng nguyên thần của mình kết nối trừ thiên, đạt được kế thừa một phần quy luật thiên địa. Loại kế thừa này chính là tầm pháp và vụ pháp. Tầm pháp có thể nâng cao tu vị tù sĩ, vụ pháp là thủ đoạn công kích của phù sĩ. Cầu thiên pháp tắc, bàn tặng bảo vật pháp, Thập địa pháp tắc ban thưởng chính là lâu. Phù sĩ đạt được bảo tháp chính là được kế thừa chính đạo, mà kế thừa ma đạo chính là phù sĩ thù nhận được ngọc lâu. Chư thiên ban thưởng bảo tháp, ngọc lâu, chia làm 9 phẩm 4 giai, 36 cấp bậc. Lấy bảo tháp là ví dụ, bảo tháp số tầng càng nhiều, phẩm bậc càng cao, tầm pháp cũng càng tốt hơn. Trong đó 9 tầng là 9 phẩm, cùng 4 loại nan sắc là vàng, xanh, đen, trắng, màu vàng là tốt nhất, màu xanh là tiếp theo sau đó tên màu đen và cuối cùng là màu trắng là thấp nhất. Bảo tháp 9 tầng màu vàng là tốt nhất, là vô thượng trí bảo. Tu luyện tâm pháp trong tháp có thể đại thành, có thể thông thần. Bảo tháp 8 tầng là bát phẩm, lấy loại này mà suy ra. Về phần bảo tháp 1 tầng là nhất phẩm, phẩm bậc thấp nhất, tầm pháp trong pháp cũng là không được xếp hạng. Vũ sĩ cũng được gọi là hạ phẩm, mà nếu là tháp màu trắng, bạch ngọc tháp, bạch ngọc lâu thì là hạ phẩm hạ dai tu luyện hạ phẩm tầm pháp không có bất luận pháp lực nào cả cần kê chỉ cao hơn võ học thế gia một bậc mà thôi trong giây lát màu xanh trên mặt thông thần thần kính đã tản hết ra ngoài diệp phan gật đầu nói rốt cuộc cũng xuất hiện tiểu tử xem cho kỹ đây là nguyên thần của ngươi diệp phúc nhìn trong lòng cả kinh vội vàng nhìn lại chỉ thấy trong kính xuất hiện một thiếu niên áo lam thanh tú đúng là bóng dáng của hắn đột nhiên hình ảnh trong kính ầm ầm bùng nổ thân hình trong nháy mắt tan rã phân giải thành hàng tỷ viên linh quang trải rộng toàn bộ mặt kính nhiều điểm tròn tròn giống như hàng tỷ ngồi xào sáng trong đêm nhưng linh quang này dường như là bị một lực lượng vô hình dẫn đi dần dần ngưng tụ cùng nhau hình thành nên một cây đại thụ cổ xưa cành lá xùm xuê tán cây che trời cây cổ thụ này không biết sinh tồn bao nhiêu vạn năm cực kỳ cổ lão tang thương hào quang vạn đạo nghìn tia sáng từ trên đỉnh cổ thụ trút xuống. Nguyên thần ngủ say, rốt cuộc cũng thức tỉnh rồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Trong bề mang, Diệp Phúc dường như cảm giác được cái gì đó trong cơ thể mình, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Trong lòng của hắn vui vẻ không nói nên lời. Diệp gia phủ chủ đời thứ nhất khi thức tỉnh nguyên thần đã từng nói. Thấy kính cặp tâm hiểu được bản tính của mình. Hôm nay ta mới rõ lúc trước ta không hiểu những lời ấy hiện giờ rốt cuộc cũng hiểu rồi hóa ra hắn đó chính là sử dụng thông tâm thần kính thức tỉnh nguyên thần mới biết nguyên thần của mình là có hình dạng gì đấy mà đột nhiên diệp húc dường như cảm thấy theo nguyên thần của mình thức tỉnh trong đan điền lại nhiều hơn thêm một vật diệp húc vội vàng nhìn kỹ lại đan điền chỉ thấy trong đan điền của hắn sùng mãn thường mình trần khí nó giống như một biển mây lớn mà ở giữa biển mây có một tòa bạch ngọc lâu phập phòng trong đó. Nó ban ra hàng tỷ đạo hào quang, chiếu biển bầy rực rỡ một mảng. Tòa bạch ngọc lâu này chỉ có một tầng thôi, không biết được đúc lên bằng tài liệu gì, giống như kim loại, nhưng cũng không phải, ngọc cũng không phải luôn. Bốn góc nhọn, bên trên có hình long đầu ngậm ngọc châu, thần tháp che kín những hoa văn cổ quái, giống như bầy bù quay cuồng, long xà nhảy múa. Diệp Hùng kinh ngạc vạn phần, ta còn chưa kịp kết nối chư thiên Đạt được thiên đạo tán thành như thế nào đan điền đã nhiều hơn một tòa bạch ngọc lâu rồi chẳng lẽ là tòa bạch ngọc lâu này luôn luôn tồn tại trong cơ thể của ta chỉ có điều ta không phát hiện ra khi nguyên thần thức tỉnh nó mới hiển lộ ra một chút diệp phàn cũng khiếp sợ khó hiểu lão trưởng quản võ bị các mười năm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người công nguyên thần là một cốc cây đại thụ kỳ quái nguyên thần của ta là một con ưng màu tro bụi khổng lồ nguyên thần của phủ chủ diệp Từ đạo là thượng cổ dị trùng yêu thú mãng cổ chủ cáp nguyên thần của những người khác trong phủ cũng là yêu thú sao tiểu tử này lại có nguyên thần kỳ quái tới như vậy hiện giờ xem ra tiểu tử này có đạt được thập địa mà đạo kế thừa hay không có trở thành vô sĩ hay không tốt lắm tiểu tử này được thiên đạo thừa nhận rồi diệp phan trong mắt hiện lên màu sắc vui mừng ngẩng đầu lên mà nhìn chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh nhạt từ trên trời giáng xuống diệp húc mơ hồ có thể nhìn thấy trong ánh sáng nhạt này là một tòa thất tinh hàn ngọc lâu. Đây là dấu hiệu ban thưởng mà đạo ngọc lâu cho Diệp Húc khi hắn được thiền đạo tán thành. Đạo ánh sáng mọc lấy thất tinh hàn ngọc lâu vừa mới rơi xuống đỉnh đầu của Diệp Húc. Diệp Húc khoảng sợ phát hiện ra tòa bạch ngọc lâu trong đan điền của mình xào động bất an. Dường như thấy thất tinh lâu tới cực kỳ tức giận. Một cỗ năng lượng kinh khủng cực điểm từ trong ngọc lâu đột nhiên bùng nổ ra ngoài. Thất tinh Hàn Ngọc Lâu dường như lọt vào đòn nghiêm trọng, âm bố tiếng nổ vang, khi lãng quét ngang, gần như bị phá hủy hoàn toàn vỏ bị cát Mặt thất tinh Hàn Ngọc Lâu bị phá hủy, tan thành bầy khói. Diệp Húc bị đứng trong trung tâm vụ nổ. Hắn dù có thiên thiên cương khí hộ thân, nhưng loại trình độ nổ này không phải tiền thiền võ đạo bình thường có thể ngăn cản được. Tiêu niên không kịp kêu một tiếng, liền bị chấn choáng váng, trong lòng buồn bực nghĩ, cách quái gì xảy ra thế này? Diệp Phan cũng bị kỳ lạng đánh bay, lão vừa mới đặt chân xuống đất, đột nhiên bốn bóng người chợt lóe, phù chủ Diệp Tư Đạo cùng mọi người hiện ra trong võ bị cát. Nhìn đống hỗn độn của võ bị cát. cho dù Diệp Tư Đạo lòng dạ cực sâu cũng không kìm nổi tức giận, nhỏ giọng quát nói: "Diệp Phan, cuối cùng là có chuyện gì đã xảy ra?" Diệp Phan sắc mặt mở mịt, chậm rãi lắc đầu, không biết nữa. Đại khái là có người không muốn thấy Diệp gia chúng ta hưng thịnh nên âm thầm ra tay đem ngọc lâu mà thiên đạo ban thưởng cho tiểu tư này đánh cho nát đi. Đáng tiếc, bảy tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu, cứ như vậy mà bị phá hủy rồi. Bảy tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu. Diệp tử đạo trong mắt lộ ra một vẻ chấn kinh. Số tầng ngọc lâu đại biểu cho tư chất cùng thành tựu tương lai của vũ sĩ. Số tầng càng nhiều, tương lai có thành tựu càng lớn. Hắn là ma đạo cao thủ số một của thành Liễu Châu, chẳng qua cũng chỉ đạt được ba tầng lòng độ phạm biến kỳ trần lâu. Diệp Hùng không ngờ đạt được bài tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu, tiền đồ không thể tính toán, quả nhiên là kỳ tài ngút trời mà. Lúc này không hiểu sao Ngọc Lâu bị hủy, Diệp Tư Đạo suy nghĩ cảm thấy đau đớn vô cùng mà hỏi Diệp Phan. Ngọc Lâu bị hủy, vậy thiếu bảo hắn... Diệp Phan kiểm tra một phen thở dài nói, phế rồi, kinh mạch của hắn đứt đoạn, mặc dù thương thế khỏi hẳn cũng giống như một phế nhân. Thế có khả năng chữa khỏi hay không? Diệp Phan lắc đầu nói, không có, trừ vì có thiên hương tục mạnh đan. Tuy nhiên, loại linh đan diệu dược này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ta từ trước tới giờ, sông pha giang hồ bấy lâu nay, từng nghe nói thành châu lương vương phủ có một viên thiên hương tục mạnh đan, đường lương vương cực kỳ trần quý, giống như sinh mạng của hắn vậy. Diệp tư đạo thần thái thẫn thở, trầm mặc một lúc rồi nói, lần này võ bị các bị hủy là bởi vì thiếu bảo mà lên. Niệm hắn là con cháu tổn thất, việc này không truy cứu thêm, phạt hắn làm nô, đợi hắn tỉnh lại, cho hắn đi mã trường nuôi ngựa đi. Lão giả mặc áo bào xám Diệp Thương Nhiên không nhịn được mà nói, phụ chủ à, xử lý như vậy chỉ sợ có chút nặng tay. Diệp Tư Đào lắc đầu nói, lần này thí nghiệm thất bại, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc quá không tốt, nếu hắn bất khuất trùng tu tiên thiên, đến lúc đó ta sẽ hủy bỏ thân phận mãn hồ của hắn, nếu hắn không gượng dậy nổi, như vậy cũng không cần đệ tử Diệp ra như thế. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên linh hoạt, sắc bén, quay đầu nói với người trung điện áo tím. Từ triết, các người mấy người lập tức điều tra cho rõ. Đợt này là ai âm thầm ra tay đối phó với Diệp Gia chúng ta. Điều tra ra được ai làm rồi, lập tức diệt cả nhà của hắn. Ở Liễu Châu này, không ngờ có người đánh chủ ý đền Diệp Gia chúng ta. Thật sự không biết sống chết mà. Vừa dứt lời vắt tay áo rời đi. Diệp Gia cao tầng khác liếc mắt nhìn nhau, thầm than một tiếng, lần lượt bỏ đi người thần bí kia đánh nát thất tinh hàn ngọc lâu hủy diệt thiên tài xuất sắc nhất của diệp phủ phủ chủ diệp tư thảo trong lòng tức giận thế nào có thể nghĩ diệp phan thẩm than một tiếng ánh mắt nhìn diệp húc lộ ra một tia thương hại trùng tu tiên thiên nói dễ hơn làm hơn đứa kinh mạch đất đoạn tù vì bị phế diệp húc diệp thiếu bảo chỉ sợ hoàn toàn xong đời này rồi thiếu ra thiếu ra thiếu ra người người tỉnh rồi à diệp húc từ trong ác mộng bừng tỉnh bên tai lập tức truyền tới thanh âm quen thuộc. Hắn nỗ lực mở mắt ra, đã thấy mình không biết trở lại phòng từ khi nào. Trong phòng tràn ngập mùi vị gai mũi, một gương mặt thanh tú hiện ra ngay trước mặt. Trong tay của nàng còn cầm một bát thuốc, trên mặt hiện ra điểm vui xuất phát từ trong nội tâm. Thiếu nữ kia là nhà hoàn của hắn, tên là Tô Kiều Kiều, tuổi cũng sắp xỉ hắn. Hắn cha mẹ mất sớm, chỉ đều cho hắn một lão bộc tên là Tô Phúc Tổ Phúc đối với hắn trung thành và tận tâm, tuy nhiên bởi vì tuổi già sức yếu, không qua vài năm đã mất rồi. Trước khi Tổ Phúc chết, lo lắng Diệp Húc không có ai chiếu cố, vì thế đưa cháu gái Tô Kiều Kiều của mình tới Diệp Phủ để nàng hầu hạ cuộc sống ăn uống hàng ngày của Diệp Húc. Tô Kiều Kiều tuy nhỏ tuổi nhưng dù thuận đanh lợi, dịu dàng động lòng người, nàng chưa cố Diệp Húc rất cẩn thận, khiến cho hắn có thể chuyên tâm tu tập võ đạo. Diệp Húc dãy ruộng đứng dậy. Chỉ thấy tư trí bách hải đau đớn vô cùng, hắn không khỏi nhớ mày, vận chuyển thường bình luyện thể quyết. Hắn không thúc giục tâm pháp thì còn tốt, tâm niệm vừa động, chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt toàn thân truyền tới. Nó làm cho hắn đau tới mức không thể không kêu lên một tiếng, lập tức lỏng lạnh đi. Tan điền của hắn đã trống rỗng, thường bình trần khí khổ tu suốt bảy năm qua đã không cánh mà bay. Không chỉ như thế, kinh mạch của hắn hoàn toàn bị vụn đổ phá hủy, cắt thành từng mảnh nhỏ gần như là không có khả năng chữa trị. Nói như vậy, ta đã... Diệp Húc trong lòng có chút chua xót, lẩm bẩm nói, phế nhân. Tô Kiều Kiều vội vàng buồn bát thuốc xuống, dìu hắn đứng lên, có chút oán giận nói, thừa thiếu ra, thầy thuốc nói thân thể người còn yếu, tốt nhất nên nằm thêm một chốc nữa. Diệp Húc trầm mặc một lát, Xốc lại tinh thần cười khổ mà nói, thân thể quá yếu ư, không nghĩ tới ta lại có một ngày như vậy. Hắn tu luyện thường bình luyện thể quyết, thân thể mạnh gần bằng vô sĩ. Không nghĩ tới, võ bị các một hồi bùng nổ, lại đưa hắn về hình dạng cũ, thậm chí còn hỏng hơn nhiều, ngay cả người thường cũng không bằng rồi. Kiểu Kiều à, tăng của bao lâu rồi? xạ thừa đã bốn ngày rồi. Mề màn suốt bốn ngày sao? Diệp Hùng quay miệng lộ ra một tia cười khổ, lắc đầu nói. Ta không có thông qua thí nghiệm vũ sĩ, quý phủ có dự trí gì? Tô Kiều Kiều lộ ra thần sắc khó xử, cắn môi không dám nói. Diệp Húc trong lòng trầm xuống. Trước khi hồn mề, hắn như mang máng võ bị các bị bùng nổ lên. Cao tầng Diệp Phụ khẳng định sẽ trừ trí hắn. Chỉ là lần này xử trí, e rằng rất nghiêm trọng. Kiều Kiều, người cứ nói đi, đừng có ngại. Một chút suy sụp thôi, ta còn chịu đựng được. Tô Kiều Kiều trần trừ một lát rồi nhỏ giọng nói. Dạ thưa, phụ chủ nói, võ bị các bị hủy là do người mà thành. Đợi người tỉnh lại, Phạt đi tới mã trường làm mã nô đi chăn ngựa. Diệp Húc tâm càng ngày càng chìm xuống, tu vị của hắn bị phế, hơn nữa lại bị tước đoạt thân phận đệ tử của gia tộc, bị bắt làm nô, đả kích này quả thực là nặng mà. Hắn dù sao cũng là cường giả võ đạo, tu vị từng đạt tới Tiên Thiên, tâm đã được tôi luyện như sắt đá, thấu triển được một hồi, hắn rất nhanh đuổi mất mát trong lòng đi, khôi phục tâm tính bình thường, mỉm cười nhìn quanh phòng rồi nói: trong nhà chỉ có mình ngươi sao? Các nàng tự quyên đâu rồi? Đám người tử quyên là nhà hoàn Diệp Phủ ban cho Diệp Húc. Từ trước tới nay vẫn xoay quanh Diệp Húc, ra sức lấy lòng. Giờ này không thấy các nàng, Diệp Húc cảm giác có chút không thích ứng. Tử quyên phượng trúc, các nàng nghe nói thiếu già tù vì bị phế, bị bắt làm nô. Suốt đêm đã thu dọn đồ đạc đem đi rồi. Hơn nữa còn mang theo thật nhiều ngân lượng. Các nàng nói phải đi hầu hạ thiếu gia khác. Các nàng còn nói thiếu gia ngài, ngài xong rồi. Tốt lắm, không cần phải nói nữa. Diệp Phúc trầm mặc một lát, hắn từ trước tới nay chuyên tâm học võ, không có lưu ý tới tô kiều kiều. Giờ phút này, nhìn chúng bạn xa lánh, chỉ còn bình nàng bên mình. Nhớ lại chuyện cũ, tự nhiên cảm thấy cảm kích, mỉm cười rồi nói. Kiều kiều này, cảm ơn ngươi. Bên cạnh nam nhân không thiếu nữ nhân, có phúc cùng hưởng, nhưng thiếu chính đà tri âm có nạn cùng chịu. Sau hoạn nạn mới biết chân tình, Hóa ra người nữ nhân một bậc yên lặng bên mình, ủng hộ mình mới là người quý báu nhất. Những người khác nhìn Diệp Húc như thấy ôn thần. Chỉ có Tô Kiều Kiều trước sau như một, hầu hạ mình ăn uống suốt bốn ngày hôn mê. Chỉ dựa vào điểm này khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm, trọn đời không thể quên. Tô Kiều Kiều tay chân có chút luống cuống, khuôn mặt đỏ bừng cười nói Thiếu ra, đừng nói như vậy mà, nô tỳ thẹn chết đi được. Tại Kiều Kiều về sau ngươi không cần xưng hô là nô tỳ tiện giờ ta đã là mã nô địa vị còn kém ngươi xa không đợi tô kiều kiều cự tuyệt diệp phúc quanh chân ngồi trên giường bắt đầu cố gắng thúc giục thường bình luyện thể quyết mong chữa trị kinh mạch cho mình tô kiều kiều thấy thế cũng không dám nói gì lặng lẽ rời khỏi phòng đóng chặt cửa lại diệp phúc vận chuyển tâm pháp lại kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy tâm pháp vừa động kinh mạch vỡ vụn lại truyền tới từng trận đau nhức như vạn châm đâm vào, làm cho hắn gần như không thể chịu đựng nổi. Hắn cắn chặt răng, mồ hôi chảy ra đầm đìa trên trán. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu rơi xuống. Diệp Phúc cố gắng chịu cơn đau, tiếp tục thúc giục thường mình luyện thể quyết. Qua nửa canh giờ, chăn nệm dưới chân hắn đã ướt mềm, mồ hôi của hắn. Quần áo dính chặt vào trên người, mà thương thế vẫn không có chút khởi sắc. Tuyệt đối không thể buông tay được. Buông tay tức là cả đời ta chỉ có thể làm mã nô là một phế nhân. Ta còn muốn trùng tu tiên thiên, trở thành tu sĩ, lấy lại vinh quang của ta. Suốt hai canh giờ, Diệp Phúc ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, bờ môi của hắn có chút khô nứt, đã có dấu hiệu của mất nước. Đằng lúc hắn có chút tuyệt vọng, đan điền khô héo đột nhiên truyền tới một đạo khí tức kỳ lạ, chậm rãi chảy vào kinh mạch đã nát tường của hắn. Đạo khí tức kỳ dị này hoàn toàn khác với thường bình trần khí tràn đầy sức mạnh. Nó giống như có sức sống từng bừng giống như làm mùa xuân vậy thúc đẩy vạn vịt sinh trưởng đời nào khí thức đi qua kinh mạch không ngờ được chậm rãi chữa trị tuy nhiên cỗ khí tức này cực kỳ nhỏ không cẩn thận lưu ý căn bản có có thể cảm thấy tốc độ chữa trị của nó cũng cực kỳ thong thả diệp húc mừng rỡ như điên sau một lúc lâu tâm tình mới bình tĩnh lại hắn lập tức vận tâm thần đi theo cỗ khí tức này mà tìm ngọn nguồn nơi phát ra Suốt cuộc in niệm của hắn cũng truy tìm được sưu tầm tới bên trong đan điền nơi này hắn phát hiện ra trong đan điền khô héo không phải trống không mà có một vật ở giữa đan điền nó là một tòa bạch ngọc lâu lơ đừng trôi nổi rất có xu thế bám rễ trong đan điền của hắn cô khí thức dùng hắn sức sống kia đúng là từ bên trong bạch ngọc lâu chuyển tới chạy vào trong kinh mạch của hắn đấy diệp húc trong lòng vừa động lập tức nhớ lại tình huống hắn trải qua trong võ bị khác lúc ấy hắn kết nối với chư thiên đã được thiên đạo tán thành, ban thưởng bảy tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu. Nhưng hắn lại phát hiện ra trong đan điền của mình có một tòa bạch ngọc lâu sẵn rồi. Tòa bạch ngọc lâu không hiểu vì sao xuất hiện này, đúng là đã cực kỳ phẫn độ khi thất tinh hàn ngọc lâu sầm lấn. Nó bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đánh nát thất tinh hàn ngọc lâu được thiên đạo ban thưởng kia. Diệp Húc sở dĩ vỡ nát kinh mạch, tu vi biến mất, biến thành một phế nhân, thậm chí đã bị làm mã nô Đúng là do tòa bạch ngọc lâu này gây nên. Tòa bạch ngọc lâu này chỉ có một tầng thôi, có lai lịch gì đây? Ngay cả thất tình hàn ngọc lâu Thiên đạo ban tặng cũng có thể đánh nát được. Diệp Húc cẩn thận quan sát bạch ngọc lâu. tâm điểm vừa động, ý niệm chạm tới bạch ngọc lâu. Đột nhiên một cỗ lực lượng đánh úp lại, đưa ý niệm của hắn nổi lên cuồn cuộn, thẳng vào trong một không gian kỳ diệu. Diệp Húc lấy lại bình tĩnh, ngừng đầu đánh giá chung quanh chỉ thấy đây là một không gian có phương viên hơn một trượng, không có đèn dầu, một phiên ánh sáng chói lọi. Trong phiên không gian nhỏ hẹp này, có trời có đất, mặt đất bốn phương, vòng trời trong xanh bao phủ cả nơi này. Trung ương của không gian này có một ngọc trì rộng 3 mét vuông, bên trong lại không có nước, bên cạnh có một khối bia, trên có kỳ bốn chữ ngọc triện, ngọc hoa giao trì. Cái ảo ấy tùy nhỏ, nhưng giọng điệu này vô cùng kinh người. Trên ngọc trì trôi nổi đờ lửng một tiểu đảo nhỏ đáng thương giữa không trung. Trên đảo không ngờ sinh trưởng một loại thực vật kỳ dị. Vừa mới động thổ này mầm, lộ ra cây non màu xanh, xanh biếc như ngọc, tàn ra sức sống bừng bừng. Diệp Phúc hít vào một hơi, chỉ cảm thấy sức sống lập tức sùng mãn trong lồng ngực, khiến kinh mạch của hắn giảm đi vài phần đau đớn. Trong lòng không khỏi bừng rỡ. Đây là cây non của loại thực vật gì vậy? Sao có sinh mệnh lực hùng mạnh tới như vậy? Có cây non thành ngọc này, chỉ sợ kinh mạch của ta không qua vài ngày sẽ khỏi hẳn. Cái này coi như là điều may mắn trong bất hạnh rồi. Diệp Húc không có tìm được cái gì khác. Tâm niệm vừa động, rời khỏi không gian ngọc lâu. Hắn cảm thấy thương thế tốt hơn rất nhiều. Một kinh mạch đã được sức sống từ cây non truyền ra chữa trị được phần nửa. Trong lòng của Diệp Húc lập tức sùng mãn tin tưởng. Có tòa mạch ngọc lâu một tầng này, thương thế của ta sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Trường ta có thể tu hành võ đạo thiên tiên, sau tất nhiên cũng có thể được. Diệp Húc dãi dụa xuống giường, ra khỏi phòng đã thấy tô kiều kiều không còn ở trong nhà trong lòng không khỏi có chút mất mát chùa rót nói ngay cả kiều kiều cũng bỏ ta mà đi rồi sao cũng không trách nàng được đi theo ta có tiền đồ gì cơ chứ tô kiều kiều không ở trong nhà hắn chỉ có thể chậm rãi hoạt động đi được trên dưới một trăm bước không thể không dừng lại thở ù ù không quá lâu sau chân của hắn bước ngày càng vững vàng hơn kinh mạch bắt đầu hồi phục lại như cũ thanh ngọc cây non bên trong bạch ngọc lâu trong đàn điền cung cấp sức sống cho hắn ngày càng nhiều. Diệp Húc ở Diệp Phủ đi lại một lát, chỉ cảm thấy có rất nhiều ánh mắt kỳ dị nhìn lên trên người hắn. Hiển nhiên hắn tiến kiệm thất bại nên không thể trở thành vũ sĩ, ngược lại bị bắt làm nô. Tin tức này đã truyền khắp Diệp Phủ. Trèo cao thì ngã đau, từng là thiên tai, giờ là mã nô rồi. Tù vì bị phế sạch, kinh mạch đứt đoạn, ngay cả người thương cũng chẳng băng. Diệp thiếu bảo hoàn toàn xong đời cái loại thanh âm bỉa mai này thường truyền vào lỗ tai của hắn diệp húc kẽ nhíu mày tất cả mọi người trước nay khích để hắn càng gửi hắn giờ đã không còn nữa thế nhân chính là như vậy khi làm người huy hoàng phát đạt thì bọn họ không dứt a dua bên tai khi xuống dốc bọn họ sẽ càng hưng phấn bỏ đá xuống giếng thêm vô tình diệp húc đi tới diệp ra võ trường khi tới giữa trưa đây từ diệp ra trên võ trường không hề luyện võ mà túm năm tụm ba ngồi xuống nghỉ ngơi Diệp Húc tâm tình thoáng có chút kích động. Võ trường Diệp ra, đây là nơi cho hắn vinh quang. Ở nơi này, hắn đã trổ hết tài năng từ trong hắn trăm đệ tử, trở thành kỳ tài ngút trời. Mặc dù ở Diệp ra, hắn không có bất luận bối cảnh gì, không có căn cơ gì cả. Nhưng trong số mọi người, hắn trở thành nhân vật được mọi người chú mục nhất. Diệp Húc đang định đi vào võ trường, đột nhiên dừng chân, lặng lặng đứng ở bên ngoài. Đệ tử Diệp ra trong võ trường đang nghị luận chuyện của hắn. Người nghe nói chưa? Không biết người nào to gan lớn mật, đánh cãi trắc thí phù sĩ của thất ca, khiến cho phù chủ giận tím mặt, lệnh cưỡng chế tất cả các phù sĩ đồng bắt toàn thành. Nếu như phát hiện ai làm ra, đều muốn tiêu diệt cả nhà của người kia. Lão thật thật đáng thương, vất vả lắm bởi tù luyện tới tiền thiền cảnh giới, mà thế sẽ trở thành phù sĩ, kết quả lại bị trở thành phế nhân. Đúng vậy, thật là đáng thương quá. Nghe nói kinh mạch của hắn vỡ vụn, tu vi hoàn toàn biến mất, hơn nữa bị phù chủ bắt đi làm mã nô đáng thương thật. Đột nhiên thanh âm Diệp Phong chuyển tới gì cười nói. Bọn người các ngươi cũng quá giả vờ giả vịt. Lão thật sau khi bị biến thành phế nhân, các ngươi có người nào không phải trong lòng cao hứng muốn chết chứ? Còn ở đây giả vờ thông cảm hả? Thực là dối trá quá đi mà. Diệp Hùng sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy đám đệ tử Diệp ra huynh đệ của hắn, một đám xé mở ngụy trang thông cảm và bị thương trên mặt, cười to nói. <cười> Vẫn là lục ca ngày thẳng, tận đúng là đàn ông mà, Quả thật lão thất từ trước tới giờ cho ta áp lực thật sự quá lớn. Hắn ép ta tới gần như là không thể thở nổi. Lúc này hắn bị biến thành phế nhân, lòng ta ngược lại lại nhẹ nhàng thở ra, sảng khoái không nói nên lời. Diệp Phúc nghe thấy như vậy, người huynh đệ của hắn cười cười nói. Từ trước có hắn ở đây, ánh mắt của người trên đều nhìn vào hắn. Lúc này hắn bị phế đi, cũng tên là chúng ta ngẩng đầu lên rồi. Lão thần không biến thành phế nhân, chúng ta làm sao có cơ hội ngẩng đầu lên được. Đúng vậy, đúng vậy. Nói thật nha, chúng ta phải cảm ơn người đánh đén lão thất kia đấy. Diệp Húc thần thái đỡ đẫn, hai tay run lên nhẹ nhẹ. Đây cũng là những huynh đệ ngày thường, thoạt nhìn thì hòa khí, tìm bỏ cách khen gợi lấy lòng hắn sao. Mãi tới hiện tại, hắn mới nhìn rõ diện mạo thật của huynh đệ mình. Trong nháy mắt, dường như những khuôn mặt quen thuộc này trở nên xa lạ, giữ tận không gì sánh được. Lão thật bị phế rồi, đây đúng là sự kiện tốt, đáng để ăn mừng. Đợi sau khi luyện xong, thì tất cả vạn hoa đầu đi. Ta mời cả kỹ uống rượu nha. Diệp Phong cười ha ha, đột nhiên nhìn thẳng ra ngoài võ trường. Diệp Phong đứng lặng lặng nơi đó từ bao giờ, không khỏi sắc mặt kịch biến kinh hô. Lão thất, lão thất. Những đệ tử khác ổ lên một mảnh, liếc mắt nhìn một cái, cúi đầu không biết nên nói cái gì. Diệp Phong trong lòng lúc này thất vọng với huynh đệ vạn phần, xoay người yên lặng mà tránh đi. Diệp Phong vội vàng nhảy đuổi theo, ngăn trước mặt Diệp Húc, sắc mặt xấu hổ mà nói. Này Thiếu Bảo, vừa rồi chúng ta chỉ nói đùa thôi, người đừng để trong lòng nhé. Diệp Húc lạnh lùng liếc hắn một cái. Diệp Phong chỉ cảm thấy ánh mắt đảo qua người hắn, lập tức người như bị cắt một nhát. Hắn dường như biến lại thành người trước kia vẫn cung kính, trong ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét, cùng hâm mộ đáng thương. Hắn đột nhiên dường như cảm thấy khuất nhục vô cùng. Đột nhiên, một cỗ lửa giận vọt lên trong lòng của hắn, hai mắt của Diệp Phong đỏ bừng, gương mặt vặn vẹo, hướng tới Diệp Phúc thét lớn. Không sai, chúng ta vừa rồi là cười nhạo người đấy. Người có thể làm gì được nào? Từ trước tới giờ, người cưỡi lên đầu bọn chúng ta, người mạnh hơn chúng ta, thậm chí ngay cả cha ta lúc ăn cơm cũng khen gợi người, mà không phải là khen gợi ta. Ngoại trừ tư chất của người tốt hơn chúng ta một chút, ta chưa điểm nào kém người cả. Người đã không phải là Diệp Thiếu Bảo của ngày trước, người chỉ là một kẻ đáng thương, một tên rác rưởi, một mã nô, một thằng hề giả dạ, vờ thanh cao cái gì, ta nhổ vào. Diệp Phong đem những gì đè nén tận đáy lòng nhiều năm, hết thảy phun ra hết. Chỉ thấy sáng quái hơn rất nhiều, những không vui từ trước biến thành hư không, ngạo nghễ nhìn Diệp Húc. Hiện tại phải ăn đói khép nép không phải là hắn, mà là thiên tài đã ngã xuống, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo này. Diệp Húc lặng lặng nghe hắn nói xong, thản nhiên nói, Lục ca, người thất thố rồi. Nghe nói như thế, lòng hưng phấn của Diệp Phong lập tức biến mất. Hắn thậm chí cảm thấy mình giống đen như vừa rồi, đổi lấy sự bình thản của đối phương, chính mình mới như một thằng hề. Cái loại tư vị này khiến hắn thẹn quá thành giận, thét lên một tiếng, giơ tay tát thẳng vào mặt của Diệp Húc. Hắn muốn đánh cho Diệp Húc hết kiều ngạo, khiến cho hắn quỳ xuống đất xin thả thứ. Lão Lục dừng tay. Đột nhiên một bàn tay đớn bắt lấy cổ tay của hắn. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, là nhị ca Diệp Bân hồn hề nói. Nhị ca, Ngươi vừa làm gì đấy? Hắn từng cưỡi lên đầu của ta, chẳng lẽ không cưỡi lên đầu của ngươi à? Diệp bần khóe miệng run rẩy, hừ lạnh một tiếng. <laughs> Đúng là không có tiền đồ. Thiếu bảo tu vi từng cao hơn ngươi với ta, tự nhiên đáng để kính nể. Hiện giờ hắn gặp rủi ro, lại động thủ với hắn, chính là khi dễ nhỏ yếu. Tổng thất đệ tử tu dưỡng ở đâu hả? Truyền ra bên ngoài, còn là mất thể diện của Diệp gia tà đấy. Dứt lời hắn quay sang hướng Diệp Húc, nhận lỗi mà nói: Này thất đệ, chuyện vừa rồi vì huỳnh thật không phải diệp húc trong lòng ấm áp Đang muốn nói chuyện đã thấy diệp bân cười âm âm nói ồ oh, ta nói sai rồi người đã không phải đệ tử tông thất nữa đương nhiên không thể gọi người là thất đệ đúng không hà mãn đô tiên sinh diệp húc nhìn chằm chằm vào nhị ca diệp bân đang ra vẻ thật thà chất phá kia dường như đây là lần đầu tiên diệp húc nhận biết hắn như vậy rồi xoay người rời đi diệp phòng kiêu ngạo cười to ở phía sau này Nhi Ca cũng là người đợi hại đấy, dễ dàng đem tiểu mã nô tức chết đi được. Tiểu mã nô, nhà của ngươi ta đã định rồi, ngươi là một nô tài, làm sao có tư cách ở lại trong đội phủ chứ? Tiếng cười chói tai truyền tới, những đệ tử Diệp già khác cũng đều tiến lên khen tặng Diệp Bân. Diệp Húc lúc này mặt trầm như nước, lần trải qua này khiến hắn ý thức được thực lực hùng mạnh trọng yếu tới như thế nào. Chỉ cần có đủ thực lực, người khác sẽ kính trọng ngươi, không có thực lực sẽ giống như hôm nay vậy ngay cả tòa nhà cha mẹ để lại cũng không giữ được đâu. Diệp Húc chậm rãi đi về nhà, trong lòng âm trầm thề. Mã nô sao? Hôm nay ta cho các người nhìn xem, mã nô này làm sao có thể trùng tu tiên thiên, đoạt lại vinh dự thuộc về ta. Lúc đi qua Bích Xuân Viên, hắn đột nhiên dừng chân lại, bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc. Đại Tổng Quản, phan cầu ngươi thư thả cho ta mấy ngày, tiêu gia đã ổn rồi, khoản tiền đó ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Diệp Húc nghe thấy thanh âm chói tai truyền tới. Kiều Kiều, mấy ngày nay vì xem bệnh cho tên rác rưởi kia, người đã mượn của ta 125 lượng bạc rồi, trả lại cho ta ư? Người lấy gì mà trả? Trầm cậy vật thiếu giả rác rưởi của người sao? Diệp Thiếu Bảo đã bị phế đi rồi, ngay cả phu sĩ nội phủ cũng bó tay không có biện pháp. Người cho rằng đám làng bằm ở Liễu Châu này có thể có biện pháp gì sao? Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tô kiều kiều quỳ gối đau khổ xin trước mặt lão già âm u lạnh lẽo lão già kia là quản gia ngoại môn diệp phủ tên là diệp ly phụ trách quản lý gia đồ ngoại môn diệp gia chính là liễu châu thành vù hoàng thế gia gia nô cũng tình tù võ đạo lão bộc diệp ly này trong mấy ngày gia đô của diệp phủ chính là một cường giả tiền thiên cảnh xếp top 10. tên hiệu của hắn là càn khôn thủ địa vị của hắn ở trong diệp phủ thậm chí còn ở phía trên một ít tổng thất đệ tử chỉ thứ Kiều Kiều, không phải Lão Phu vô tình đâu. Số bạc này cả đời người cũng không kiếm được. Tuy nhiên Lão Phu thương ngươi, cho ngươi một con đường sáng. Trong mắt của Diệp Ly đã sớm thèm thuồng nhỏ rãi không ngừng rồi. Nếu không phải Tô Kiều Kiều là nha hoàn của Diệp Húc, hắn đã sớm ra tay. Tô Kiều Kiều nhìn ánh mắt của hắn, thần mình run lên, dường như hiểu được điều gì. Diệp Ly không phải là người tốt, nàng nghe nói lão già đã bước nửa chân vào quan tài này, háo sắc vô cùng, đã gây tai họa cho không ít nha hoàn của Diệp Phủ từ quyền phượng trúc hai nhà hoàn này trong lúc diệp húc hồn mê quẫm đi không ít tài vật mà diệp húc bản thân trọng thương kinh mạch đứt đoạn rất nhanh làm tiền tài trong nhà tiêu sạch hết nếu không có tiền mua thuốc chữa bệnh rất nhanh sẽ có khả năng bị chết bất cứ lúc nào ngày xưa mọi người trong diệp phủ nhìn thấy tô kiều kiều dùng đủ mọi cách khen tặng nhưng sau khi diệp húc hồn mê bất tỉnh những người này lập tức thay đổi sắc mặt giống như tránh né ôn thần vậy nàng ăn nói khép nép cầu rất nhiều người, nhưng mọi người vay tiền cũng không mượn được. Bật đặc dĩ chỉ có thể đi cầu lão sắc quỷ Diệp Ly này. Diệp Ly yết hầu chuyển động nói. <laughs> Tối nay người tới phòng của ta nhá. Nợ của người ta sẽ xóa bỏ cho người. Lão phù nơi này còn có bốn lượng bạc. Cầm lấy mà đi mua thuốc cho cái tên rác rưởi kia đi. Vừa dứt lời, bàn tay khô gầy của lão vừa lật một cái. Trong lòng bàn tay nhiều thêm mấy khối bạc vụn. Tô Kiều Kiều cắn môi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt móng tay trắng bệch khuôn mặt không một chút huyết sắc đột nhiên bàn tay mở ra run rẩy chộp tới mấy khối bạc kia trên mặt diệp ly lộ ra tia vui vẻ thầm nghĩ <laughs> nữ nhân của diệp húc thì thế nào không phải cũng phải lên giường của ta sao mắt thấy tô kiều kiều lấy ngân lượng đột nhiên nghe thấy thanh âm tức giận bên cạnh chuyển tới kiều kiều về bên đây tô kiều kiều quay đầu nhìn lại chỉ thấy diệp húc vẻ mặt lạnh lùng đứng cách đó không xa trong lòng không yên nhưng cũng vui vẻ vội vàng đứng dậy cúi đầu nhu thuận tới bên cạnh diệp húc ngón tay cầm treo áo thành âm nhỏ như mũi kêu thiếu ra sao người lại tới đây ta nếu không đến kịp người bán mình cho người ta rồi diệp húc hư lạnh một tiếng giọng điệu đột nhiên dịu dàng nói người mua thuốc được rồi thương thế của ta tốt lắm rồi không cần uống thuốc nữa đâu theo ta về nhà đi tôi kiều kiều nghe thấy hai chữ về nhà trong lòng ấm áp nhu thuận lên tiếng cuối đều đi theo sau Diệp Húc. Diệp Ly sắc mặt đột biến, bóng dáng chợt lóe, ngăn trước người Diệp Húc, âm ầm cười nói: Hừ, "Thật ra muốn đi sao? Chỉ sợ người đã quên một chuyện. Nhà hoàn của thất gia vì mua thuốc cho người đã bận của ta một trăm hai mươi lượng bạc, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền hoàn toàn là chính đáng. <laughs> thật ra người giao tiền hoặc là giao người." Diệp Húc trong lòng nhất thời nổi giận vô cùng. Nếu là thương ngay... Diệp Ly sao sắp dùng lời này nói với mình cơ chứ. Đơn giản hắn nhìn thấy mình trắc thí phù sĩ thất bại. Tu vi bị phế đi. Ở Diệp già thất thế. Lúc này mới rộng đổ bìm leo đây mà. Giao người sao? Diệp Phúc không kìm nổi cười nói. Vì sao ta phải giao người? Đại Tổng Quản hẳn là hiểu được. Khi ước bán mình của Kiều Kiều còn ở trong tay của ta. Chỉ cần đang còn một hơi thở. Thì vẫn là người của Diệp thiếu bảo ta. Diệp thì tức giận hư một tiếng. <laughs> Thật ra nếu nói như vậy chúng ta chỉ có gặp quan thôi. Diệp Húc trong lòng trầm xuống, chuyện đại đích thần hắn đuối lý. Nếu bị mang ra công đường, thì chỉ sợ kiều kiều bất lợi. Hắn hơi suy nghĩ một chút, cởi ngọc bội trên hông ra, đặt ở trong tay của tô kiều kiều thản nhiên nói. Kiều kiều, đem ngọc bội này đi cầm đi, đem tiền trả lại cho hắn, biến cho hắn khiến cho ta phải ghê tởm. thừa thiếu gia, đây là ngọc bội lão gia để lại cho người, không thể bán mà. Tô kiều kiều thêm miếng ngọc bội, dường như cầm phải khoai làng nóng đang trong lòng sợ hãi bất an mà kinh hô. Nàng ta cũng biết, cô ngọc bội này là di vật duy nhất của phụ thần Diệp Húc lưu lại cho hắn. Nó có ý nghĩa vô cùng trọng đại với Diệp Húc. Từ trước tới nay, Diệp Húc giữ nó kỹ như sinh mạng của mình vậy, tùy thân mà mang theo. Không nghĩ lúc này vì nàng mà tính toán đem cô ngọc bội này bán đi mà trả nợ. Ngọc bội trọng yếu, nhưng không bằng ngươi. Diệp Húc lắc đầu, kinh biệt liếc nhìn Diệp Ly một cái rồi nói. Đại Tổng Quản, nếu không còn có chuyện gì nữa vậy ngày khác gặp lại kiều kiều chúng ta đi thiếu gia Tô kiều kiều trong lòng phức tạp vạn phần cảm thấy cảm động lại sợ hãi tình tình mây mây đi theo sau diệp húc diệp lì ra mặt càng ngày càng khó coi nhìn theo hai người trong cơn giận dữ âm âm nói thật ra, người đừng quên hiện giờ đã không còn là diệp gia thiếu gia là một tên rác rưởi thôi một mã nô thôi làm đồ ta quản lý ngoại môn diệp phủ chính là để quản lý những đồ tài các người đó thật ra ngày tốt nhất là ngày đêm cầu nguyện đi ngăn vạn thân đừng có rơi vào trong tay của lão đồ tà đấy diệp húc dừng chân trong mắt sát khí hiện lên thản nhiên nói này diệp ly nếu là trước đây người dám nói chuyện với ta như vậy không diệp ly cười ha hả trong lòng cảm thấy khoái ý vô cùng trào phúng nói đó là trước đây thôi hiện giờ ngươi chỉ là rác rưởi là đồ tài nói không chừng có một ngày thật ra ta sẽ ngoan ngoãn đem tiểu nữ này mà tự mình đưa tới giường của ta cầu ta sống hạnh nàng ta đó diệp húc trong lòng đã phán tử hình cho cái tên này nhẹ nhàng lắc đầu này đại tổng quản người sống không tới ngày đó đâu vừa dứt lời kéo tay tô kiều kiều nghênh ngang rời đi chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube tuấn anh studio tô kiều kiều nhìn về mặt âm trầm như nước của hắn đôi mắt đỏ lên nhỏ giọng nói thiếu gia là ta sai rồi. Không, người không có sai đâu. Diệp Phong sắc mặt dịu đi. Tô Kiều Kiều làm hết thảy để cứu mạng của hắn, thậm chí không tiếc hủy đi thân thể của mình. Phần tâm ý này trong lòng của hắn sao không rõ chứ? Kiều Kiều, ta sẽ cho người sống những ngày tháng yên lành, khiến cho tất cả mọi người phải hối hận vì đã xem thường ta. Tất cả mọi người sẽ hâm mộ ngươi, ta sẽ trở thành phù sĩ. Tuy nhiên, người phải đáp ứng với ta một việc. Diệp Phúc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hằng, vô cùng kiên định nói, ta không muốn gửi lãng phí bản thân mình, được không? Tô Kiều Kiều bị hắn nhìn như vậy, tâm loạn như con nai con, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, gật đầu liên tục. Diệp Phúc kẽ mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta chuyển nhà, tới mã trường là được. Trở lại nhà, Diệp Phúc lập tức thu dọn ra sản, Tô Kiều Kiều cũng động thủ hỗ trợ. Đợi khi dọn xong, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân bước tới. Diệp Phúc đẩy cửa phòng, chỉ thấy Diệp Phong dẫn theo mười mấy gia nô dũng mãnh tiến vào trong sân, sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống, đầu luyến liếc mắt nhìn chung quanh một cái. Tòa nhà này là của cha mẹ hắn lưu lại, Diệp Phúc ở trong này sinh sống đã mười bốn năm, tràn đầy tình cảm cùng kỷ niệm, hiện giờ phải rời đi, trong lòng rất không thoải mái. Diệp Phong đứng trước cửa, vẻ mặt đắc ý, hăng hái chỉ huy gia nô quét trước sân nhà, nghiêm nhiên đem nơi này trở thành nhà của mình. Quét dọn sân trước thật sạch sẽ vào, cái gì có thể bỏ đi, ném hết đi cho ta, Biến cho tiêu giả ta thấy phiền lòng. Diệp Phúc thở dài một hơi, mang theo thu kiều kiều bước ra khỏi nhà, mặt không chút thay đổi nói. Lục ca, à, xử lý tốt nhà của ta, hy vọng tới khi ta quay lại, không trở nên rối loạn. Diệp Phong ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, hắn giận tím mặt, rõ ràng Diệp Phúc ý coi hắn như cầu trông coi nhà cửa thôi mà. Diệp Phong có tâm đuổi theo, nhưng thấy Diệp Phúc đã đi ra rồi, lập tức cảm thấy không còn thú vị gì hết. Hắn nguyên là rất hưng phấn hùng hăng làm nhục Diệp Húc một phen, không ngờ ngược lại tự rước nhục vào thân. Còn vịt chết còn mạnh miệng, rác rưởi như người còn muốn trở về nội phủ Diệp ra sao? Mơ đi! Diệp Phong mắng thầm một câu. Mã trường Diệp ra ở ngoài thành Liễu Châu, chiếm mấy trăm quảnh, đội toàn bộ là tuấn mã Tây Vực. Trong đó dàn đồ có mấy trăm người, phụ tranh chăn đuổi ngựa. Mãn đồ đã ngộ thấp, ăn còn không bằng ngựa nữa. Nếu là ngựa có hơi chút tổn thương hoặc bị ốm, nhẹ thì quất roi, nặng thì trực tiếp đánh chết. Diệp Hùng đi vào mã trường, chỉ thấy mấy trăm mã đồ đang tập võ trên mặt cỏ mã trường. Những gian đồ này võ nghệ dù không bằng tông thất đệ tử, nhưng cũng vô cùng được. Thậm chí có mã đô lớn tuổi tu luyện, tiếp cận trình độ thiên tiên rồi. Một thanh niên mặc quần áo màu xanh đứng phía trước, chỉ điểm mọi người tu luyện võ nghệ mà quát. Muốn sống sót ở mã trường của ta, thì hai tay không có mấy trăm cần ký lực tuyệt đối không chế trụ được một con liệt mã thần thủ càng phải linh hoạt hơn liệt mã không khống chế được bốn vó nó dẫm lên kết cục chỉ có một chữ chết mà thôi diệp hung trong lòng khẽ động vị này chính là chủ mã trường mã tam bảo sao nghe nói hắn quyền là đô tài của diệp gia ta sau đó tu thành võ đạo tiên thiên trở thành phù sĩ lúc này mới thoát khỏi đô tịch nhận lấy trọng trách diệp hung đi tới trước Mã Tam Bảo nhìn hắn và Tô Kiều Kiều, nào nào lập tức nhíu mày nói, người là thất gia Diệp Thiếu Bảo sao? Diệp Phúc nhẹ nhàng gật gật đầu, trong đám người lập tức truyền tới thanh âm, nhóm bạn đâu đều trâu đầu ké tai nghị luận. Hắn chính là Diệp già thất gia sao? Nghe nói là kỳ tài ngút trời, năm nay mới 14 tuổi, đã tù luyện tới võ đạo tiền thiên cảnh giới, thậm chí ngay cả phủ chủ cũng bị kinh động, chuẩn bị trọng dụng hắn, sao lại phải đến mã trường như thế này? Lão Ngô, người không biết rồi, ta nghe một người hầu nam trong đội phủ nói rằng Diệp Húc ngày hôm đó bị võ bị cát, kết quả không có thông qua trắc thí vũ sĩ, bị phù chủ tước đoạt thân phận tổng thất của hắn, bắt làm mã nô. Hiện giờ cũng chống chúng ta thôi, đều là nộp tài cả. Mã Tam Bảo quay đầu lại trừng mắt nhìn, đám mã nô vội vàng im miệng. Mã Tam Bảo dừng một chút, nói, thật ra, người tới mã trường của ta phải tuân theo quy củ của ta, Ta mặc kệ người là phế nhân hay là không phế nhân, hay là tông thất diệp gia đệ tử, chỉ cần xúc phạm quy củ của ta, ta tất nhiên sẽ không buông tha mà nghiêm trị. Mã trường chủ cứ việc chỉ bảo, Diệp Húc mỉm cười nói. Mã Tam Bảo trong lòng kinh ngạc, bình tĩnh mà xem xét. Nếu đổi lại làm mình, trải qua chuyện này, thay đổi chóng vánh như vậy, chỉ sợ sớm đã không thể gượng dậy nổi. Mà Diệp Húc vẫn có thể cười được như trước đây, không hỏi có chút tâm phục ký độ của hắn lão vội vàng chắp tay nói chị bảo hay gì gì thì không dám thật ra công việc mỗi ngày của người rất đơn giản chỉ là rửa sạch chuồng ngựa chuồng sạch sẽ ngựa sẽ không sinh bệnh dứt lời lão liền sai người an bài chỗ ở cho diệp húc diệp húc lúc này ở trong mã trường thu thập giường chiếu liền thấy tô kiều kiều kích động chạy ra bên ngoài không khỏi hiếu kỳ nói kiều kiều người chạy đi đâu thế nhà đầu kia cũng không ngẩng đầu lên nói ta ra ngoài luyện võ cùng mọi người. Tương lai kiều kiều có chút thành tựu sẽ bảo vệ được thiếu gia. Diệp Phúc cảm thấy vừa buồn cười lại vừa cảm động. Tôi kiều kiều trước giờ không muốn tập võ, hiện giờ lại có ý niệm này trong đầu, lại vì muốn bảo vệ mình. Hắn cười cười nói, <cười> nếu như muốn tập võ, tiền tiền võ đạo cao thủ trong nhà không cầu, chạy ra tập với những người đó làm cái gì? Bọn họ tu luyện đều là võ đạo thô thiện, mà ta tu luyện đây là võ đạo thượng đẳng của Diệp Phủ. Tô Kiều Kiều khuôn mặt đỏ bừng, lùi trở về, ngưng ngùng nói. Nô tỳ nô tỳ quên mất. Diệp Húc cười ha hả nói. Thường binh luyện thể quyết là bí mật bất truyền của Diệp gia ta, không thể truyền cho người khác họ. Hơn nữa, loại võ học này cực kỳ bá đạo, không thích hợp cho con gái tù luyện. Ta từng ở trong kho vũ khí lên một quyển huyền minh chân khí. Đây cũng là võ học thượng đẳng, thích hợp cho con gái luyện tập. Tuy rằng không bằng thương binh luyện thể quyết, nhưng kém không tới mấy phần đâu. Diệp Húc đem huyền minh trần khí từ đầu tới cuối ngâm nga đi ra, kể tỉ mỉ lại một lần. Hắn chợt phát hiện ra năng lực lĩnh ngộ của cô bé Tô Kiều Kiều này thật rất mạnh đấy. Hắn chỉ nói một lần thôi, nàng có thể ghi nhớ được huyền minh trần khí, chỉ sai nhầm có một vài chỗ thôi. Hơn nữa, còn lãnh ngộ được tâm pháp áo nghĩa nữa chứ. Hơn nửa canh giờ qua đi, Tô Kiều Kiều rốt cuộc cũng tìm được khí cảm. Trong đan điền có một tiêu huyền minh trần khí sinh ra chuyển động vòng quanh chu thiên kinh mạch của nàng. Từ chất của Kiều Kiều so với ta không kém, thậm chí còn vượt xa xa đệ tử của Diệp Gia khác. Nếu không phải cô gái nhỏ này không dám tập võ, chỉ sợ thành tựu của nàng sẽ không kém ta là mấy. Diệp Hùng cũng khoanh chân ngồi xuống, nhìn kỹ kinh mạch cùng đan điền. Hắn bất ngờ phát hiện ra niềm vui lớn. Một kinh mạch của hắn đã khỏi hẳn, độ chắc chắn, cường độ đều gia tăng hơn trước nhiều. Hắn thầm nghĩ, cây non thanh ngọc bên trong bạch ngọc lâu kia, tốt cùng là cái cây gì? Tại sao lại có lực lượng kỳ diệu tới như vậy? Ý thức của hắn lại tiến vào trong ngọc lâu, chỉ thấy cây non trên đảo nhỏ lờ lửng bên trên ngọc hoa giao trì kia thì đã khỏe mạnh hơn vài phần. Nó cao chừng hơn hai tấc, đỉnh toát ra hai phiến lá non xanh biếc, giống như là hai bàn tay non nớt hướng lên nâng vòng trời. Trong không gian ngọc lâu, nơi nơi tràn ngập sức sống bừng bừng, so với trước nồng đậm hơn không ít. Cây non thanh ngọc này, Diệp Húc vẫn không thể nhận ra nó là cây cối hay là hoa hoặc thực vật nào đó. À, làm sao lại có nước vậy? Hắn đột nhiên chú ý tới, giữa hai phiến lá cây của cây non thanh ngọc này, đột nhiên có một giọt sương trong suốt ngừng tụ Thế nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc vạn phân Ngọc hoa giao trì bên trong bạch ngọc lâu đã khô cạn từ lâu. Hơn nữa, bạch ngọc lâu lơ đừng bên trong đan điền của hắn không thể tiếp xúc với bên ngoài. Vậy giọt sương này rốt cuộc từ đâu mà tới? Giọt sương kia tản ra hương thơm mê người, làm cho người ta không kìm nổi ý muốn nuốt nó vào. Nhưng Diệp Phúc lại chạy, mà nhạy cảm cảm nhận được trong giọt sương này dùng mãn năng lượng cuồng bạo. Nếu chính mình tùy tiện nuốt vào trong, thân thể khẳng định không thể chịu đựng nổi, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Giọt sương kia chạy theo viên lá xuống dưới, giọt nhập vào trong ngọc hoa giao trì, phát ra một tiếng vang trong trẻo dường như nó giống như thủy ngân vậy lăn qua lăn lại trong giao trì nhưng không có bốc hơi lên một giọt xương kỳ quái một loại thực vật kỳ quái một toàn ngọc lâu cũng kỳ quái diệp bốc rời khỏi không gian ngọc lâu truyền tâm dắt sức sống trong ngọc lâu dũng mãnh và trong kinh mạch của mình kinh mạch của hắn bị phá nát dường như hạn hán gặp được nước vậy tham lam và cắn nuốt sức sống từ cây non chuyển tới tu bổ kinh mạch bị tổn thương Hiện tại kinh mạch của ta đã thông, hẳn là có thể tu luyện thường bình luyện thể quyết. Diệp Phúc khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tâm thần, vận chuyển thương binh luyện thể quyết. Qua thời gian không lâu, trong đan điền chậm rãi sinh ra một dòng chân khí thương minh. Thường ý là màu xanh, bình ý là không trung. Thường bình luyện thể quyết chính là muốn đem đan điền tạo thành một mảnh thiên không màu xanh, bởi vậy chân khí cũng là màu xanh. Diệp Phúc từng đem loại công pháp này tu luyện tới cảnh giới tiền thiên, tuy rằng tu vi mất hết nhưng căn cơ vẫn còn đó đan hiền của hắn đã trở nên cực kỳ rộng lớn lúc này trùng tu cũng cực kỳ dễ dàng tuy nhiên hắn kinh ngạc nhất chính là dòng chân khí thương binh này vừa mới sinh ra trong vạch ngọc lâu đã truyền tới một dẫn lực cực kỳ hùng mạnh hút chân khí đi vào trong đó ý thức của diệp húc lúc này cũng đi theo dòng chân khí này tiến vào trong ngọc lâu chỉ thấy chân khí thường mình hướng tới cây non xanh ngọc kia mà đi vào bỗng nhiên chui vào trong cây non sau một lúc lâu lập tức lại chui ra khỏi viên lá xanh chân khí vốn màu xanh nhạt không ngờ lại biến thành màu xanh thẫm hiển nhiên chất lượng chân khí so với trước cao hơn không chỉ một bậc hơn nữa trong chân khí thường bình còn có ẩn chứa khí tức sinh mệnh hẳn là biến hóa bên trong cây non kia chân khí chính tông chỉ tốt ở mặt ngoài mà thôi